nhận biết người mệnh quả qua tính cách. Tính cách của người mệnh quả là hướng ngoại, thích mang lại sự ấm áp cho người khác. Về mặt tích cực là đại diện cho sự công bằng, danh dự, rõ ràng và minh bạch. Về mặt tiêu cực là thích gây hấn, thích chọc quấy, thích tranh cãi, tranh luận với mọi người. Về công việc là người có một cái niềm đam mê mãnh liệt khi làm một cái việc gì đó, luôn có một sự nhạy bén, nắm bắt sự việc rất nhanh, đặc biệt có khả năng copy ý tưởng của người khác một cách tối ưu, tốt hơn người khởi xướng, chỉ cần một chất xúc tác là có thể cháy được. Có khả năng về đàm phán, thương lượng và thu phục đối phương. Trong con người luôn luôn toát lên một cái vẻ dễ gần gũi, cuốn hút người đối diện. Và người mệnh quả đặc biệt là thích cái gì mua cái đó, không bao giờ có cái việc mà cho đo hay tính toán. Sự thành bại của người mệnh quả là luôn luôn mang tính chất về cảm xúc. Khi làm một cái việc gì đó luôn luôn có một cái niềm đam mê mãnh liệt, có một cái niềm nhiệt huyết rất lớn. Khi mà bị thất bại là sẽ bị cục hứng và sẽ bị tụt mốt. Thế nhưng chỉ một lúc đó thôi lại tiếp tục tìm một con đường mới để đi. Hay nói cách khác, người mệnh quả hay thay đổi mục tiêu, có thể nói một cách là đứng núi này trong núi nọ cũng được, rất hay thay đổi mục tiêu. Và điểm hay nhất của người mệnh quả là có khả năng ứng biến trong mọi tình huống, có nghĩa là càng rối rắm càng tăng trưởng và thăng hoa về trí tuệ. Người ta gặp sự rối người ta mất bình tĩnh, nhưng không, người mệnh quả hay một điểm càng rối rắm càng bình tĩnh và càng xử lý công việc một cách tối ưu. Và khi xử lý xong cũng không hiểu tại sao mình xử lý được như vậy, rất bình tĩnh khi xử lý gặp một cái sự cố gì đó. Vậy tụi chung lại, người mệnh quả là thích triền lửa, có khả năng ứng biến mọi tình huống, và người mệnh quả làm việc bằng cảm xúc thay vì lý trí. Vậy các bạn thử chiêm nghiệm bản thân mình có phải là người mệnh quả giống Kim Hải Đông vừa chia sẻ hay không nhé. Mệnh quả có tài về hùng biện, ứng khẩu công bằng, tâm hướng thiện, thành bại vinh quang do cảm xúc, biến hóa khôn lường phát triền miên.